Hùng Vương Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát rất tốt, nhưng hệ lụy của nó lại vô cùng lớn đối với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề và trong đó là có bất động sản. Thực sự thị trường bất động sản đang phải trải qua một quý đầu năm đầy khó khăn. Điều mà doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm hơn hết lúc này đó chính là có hay không thị trường bất động sản Việt Nam sẽ đổ vỡ do hệ lụy của đại dịch Covid-19 và nếu có hồi phục thì sẽ hồi phục theo kịch bản nào. Để giải đáp những thắc mắc này thì trước hết chúng ta có thể nhìn lại hai cuộc đại dịch trước đó và thị trường bất động sản lúc đó đã diễn ra như thế nào và có một cách nhìn chính xác nhất. Vào thời điểm xảy ra dịch SARS năm 2003 tại Trung Quốc, từ năm 2001 đến năm 2003, thị trường bất động sản Việt Nam khi đó mới trong giai đoạn đầu phát triển, thậm chí luật và khái niệm đô thị mới bắt đầu có và làm dự án theo luật đổi đất lấy hạ tầng. Đơn cử tại Hà Nội là khu đô thị Linh Đàm, giai đoạn 1 từ năm 1997 đến năm 1999, giai đoạn 2 từ năm 2000 tới năm 2002. Tại thành phố Hồ Chí Minh có khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Giai đoạn đó, giá nhà còn rất thấp. Tại các tỉnh, nhà trong khu đô thị mới chỉ khoảng 1 đến 2,5 triệu đồng một mét vuông, còn vùng giáp danh thành phố mới manh nhà sốt đất. Đại dịch SARS xảy ra cũng đã tác động mạnh tới nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, lúc đó quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hội nhập chưa sâu, mọi người ít quan tâm tới nhà đất, đơn thuần đi làm công ăn lương hoặc buôn bán nhỏ, kinh tế tư nhân chưa phát triển. Khi bắt đầu sốt đất, chính phủ mới can thiệp bằng luật đất đai năm 2003 và nghị định 181-182. Theo đó, tình trạng phân lô bán nền bị chấm dứt. Sự can thiệp này của chính phủ đã giúp thị trường nhà đất hạ nhiệt cùng với đại dịch SARS xảy ra năm 2003 càng làm cho thị trường trở nên đóng băng. Lần 2, đại dịch cúm H1N1 tại Mỹ. Vào thời điểm tháng 3 năm 2007, khi chứng khoán lao dốc, một lượng vốn không nhỏ từ thị trường chứng khoán đã chuyển sang thị trường bất động sản, khiến cho thị trường bất động sản bước vào cơn sốt giai đoạn 2007-2008. Cơn sốt bong bóng bất động sản đạt đỉnh vào năm 2007, tập trung vào phân khúc căn hộ cao cấp và biệt thự. Cùng lúc đó đã diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới năm 2008. Chính phủ cứu nền kinh tế bằng cách bơm lượng tiền khổng lồ từ ngân sách và đi vay vào lĩnh vực xây dựng và bất động sản bằng các chính sách như cho nợ tiền sử dụng đất, trả tiền sử dụng đất một lần giảm 10%. Điều này khiến lạm phát tăng rất cao, đồng thời lãi suất vay ngân hàng cũng ở ngưỡng cao, thậm chí lên tới 23-24% một năm, gây nên đổ vỡ nền kinh tế. Việc chính phủ phê duyệt cấp phép quá nhiều chính sách tiền tệ dễ dãi cùng tiền thiếu kiểm soát đã khiến xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản. Nhiều chủ đầu tư năng lực yếu kém đã làm mất niềm tin xã hội, đầu cơ bất động sản phình to quá nhanh. Chính phủ lại điều chỉnh bằng nghị quyết số 11 ngày 24 tháng 2 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giai đoạn 2011-2013. Khi đó, đầu tư kinh doanh bất động sản được coi là lĩnh vực phi sản xuất nên các ngân hàng siết chặt nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Ngay lập tức, thị trường bất động sản lại rơi vào tình trạng trầm lắng. Đáng chú ý, tại cuộc khủng hoảng năm 2011, sự suy giảm của thị trường thành phố Hồ Chí Minh lại nhiều hơn Hà Nội. Trong khi nhà đất Hà Nội xuống giá ít thì tại thành phố Hồ Chí Minh lại rớt giá thê thảm. Nguyên nhân là do nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh mang tính chất thị trường hơn rất nhiều, ngoại tệ đổ vào đầu tư, sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều hơn nên khi khủng hoảng sẽ bị tác động ngay lập tức, khác với Hà Nội mua bất động sản để tích góp. Lần thứ 3, đại dịch Covid-19 xảy ra. Bài học từ quá khứ lịch sử năm 2003-2008, khi dịch SARS và H1N1 xảy ra thì quy mô nền kinh tế Việt Nam còn nhỏ và mức độ hội nhập chưa sâu như bây giờ. Cùng với việc nhà nước có nhiều tài sản hơn như chưa cổ phần hóa các công ty nhà nước, giá dầu không thấp xuống mức kỷ lục, ngành du lịch dịch vụ không bị ảnh hưởng nhiều. Quan trọng khi đó, có thể vay được nguồn vốn nhiều hơn để cứu bất động sản và xây dựng. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay, khi đại dịch Covid-19 xảy ra lại hoàn toàn khác, mọi thứ đều suy giảm, tê liệt do mức độ hội nhập kinh tế đã sâu rộng nên nền kinh tế bị gãy cả chuỗi cung ứng và mức độ thoái vốn của các quỹ đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Các ngân hàng hoạt động mang tính chất kinh tế thị trường hơn và kiểm soát chặt chẽ các nguồn vay tránh nợ xấu. Chính vì vậy, việc cho vay bất động sản ngày càng khó khăn hơn. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao do sự đóng cửa hàng loạt của doanh nghiệp vì liên quan đến đại dịch và cũng không chắc chắn rằng sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ có thể giúp người dân Việt Nam vượt qua được cú sốc kinh tế lần này. Đối với những người đang trông chờ vào các khoản đầu tư của mình để giúp gây dựng số tiền cọc để mua nhà, thì điều này sẽ đồng nghĩa là việc dừng các kế hoạch nhà đất.
Thực tế là một số lượng người mua và người bán sẽ tạm dừng kế hoạch bất động sản của mình cho đến khi khủng hoảng lắng xuống. Tuy nhiên, đối với những người có thực lực tài chính thì bất động sản chưa bao giờ thú vị đến vậy. Trong bối cảnh các thị trường chứng khoán bấp bênh, không ổn định, nhiều người đã tìm kiếm một lĩnh vực đầu tư vững chãi hơn, đó là chuyển sang bất động sản. Khi có những vị trí đẹp hay đắc địa thì giới đầu tư vẫn mua vào. Thời gian vừa qua, tình trạng bong bóng thường được diễn ra khi nhu cầu mua rất cao, giá cả tăng vọt, số lượng nhà giao bán lại không nhiều. Dựa trên những gì đã diễn ra trong quá khứ và những yếu tố đang tiếp diễn ở thời điểm hiện tại, có thể tồn tại 3 kịch bản cho thị trường bất động sản. Kịch bản thứ nhất, thị trường bất động sản sẽ chỉ bị chững lại chứ không sụp đổ. Tuy nhu cầu mua hiển nhiên sẽ giảm trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát này, nhưng có một yếu tố hỗ trợ như nguồn cung không tăng, lãi suất vay thấp nên nhiều người vẫn chấp nhận mua vào và nếu ổn định được tâm lý thì người dân sẽ chi tiêu trở lại, tác động lên phần giá cả sẽ ít và đổ vỡ sẽ không xảy ra. Kịch bản thứ hai, nếu nhu cầu bắt đầu suy yếu trong vài tháng tới, điều này có thể sẽ dẫn đến áp lực phải giảm giá nhà đất tại nhiều thị trường khu vực trên cả nước. Cộng với việc hết thời gian gia hạn nợ, không trả được các khoản vay trái phiếu, nền kinh tế khôi phục chậm sẽ gây áp lực trả lãi ngân hàng, các chủ đầu tư phải giảm giá đồng loạt, sẽ tác động tiêu cực tới tâm lý người tiêu dùng. Hai điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc giảm giá nhà đất và chạm đáy bất động sản. Kịch bản thứ ba, thị trường sẽ phân hóa mạnh nếu chủ đầu tư có kinh nghiệm, làm ăn nghiêm túc, ít dùng đòn bẩy tài chính, có thương hiệu sẽ ít bị tác động bởi dịch vì thực tế, nhu cầu mua nhà của người dân Việt Nam vẫn còn lớn và cũng một phần vì văn hóa thích tích lũy tài sản bằng đất cho nên những người đó sẽ lựa chọn những dự án mà chủ đầu tư có năng lực thực sự. Tóm lại, dựa trên những gì đã diễn ra trong quá khứ và những yếu tố đang tiếp diễn ở thời điểm hiện tại và các biện pháp quyết liệt hỗ trợ nền kinh tế của chính phủ, cũng như chưa có dấu hiệu can thiệp bằng chính sách như hai cuộc khủng hoảng lần trước, thì Việt Nam sẽ bước ra và thoát khỏi sự khủng hoảng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 lần này là hoàn toàn có thể. Mặc dù với sự giảm mạnh về doanh số của những tháng đầu năm 2020 sẽ mang đến một giai đoạn tạm lắng lại cho người mua, tuy nhiên, về lâu dài, thị trường sẽ hoạt động và sẽ tăng tốc trở lại.